mừng xuân sang ngàn nơi, hát niềm tin yêu đời. Bầy chim non lượn bay, hót lời ca vang trời. Đàn bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng, cùng đón Chúa Xuân huy hoàng. Thành đô như miền quê ước mùa xuân thanh bình, người nông ô mừng xuân nhấp cạn ly thầm tình. Người lữ khách xa vời thì mừng mùa xuân sắc hoa nhiều, để đón Chúa Xuân yêu kiều. Thắm thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, bao nhiêu yêu tư giận hờn xóa tan qua mau. Tiếng hát quyên luyên làm ngây ngất trong tim ta, chào xuân xưa đi qua, mừng đón lấy gió mới. Tình nhân thuốc mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương ra mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này, đẹp ý non sông an hòa. Ngàn nơi hát niềm tin yêu đời, bầy chim non lượn bay hót lời ca vang trời. Đàn bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng, cùng đón Chúa Xuân huy hoàng. Thành đô như miền quê ước mùa xuân thanh bình, người nông phô mừng xuân nhấp cạn ly thầm tình. Người lữ khách xa vời thì mừng mùa xuân sắc hoa nhiều, để đón Chúa Xuân yêu kiều. Thắm thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, bao nhiêu ưu tư giận hờn xóa tan qua mau. Tiếng hát quyên luyên làm ngây ngất trong tim ta, chào xuân xưa đi qua, mừng đón lấy gió mới. Tình nhân thức mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài. Gửi đến tất cả các chị và gia đình lời kính chúc một năm mới an khang thịnh vượng và lời chào chân trọng nhất. Ngày hôm nay là ngày công ty đang tổ chức một bữa tiệc tất niên để ghi nhận những đóng góp của anh chị, cũng như chúng ta họp mặt trước khi tất cả mọi người chúng ta tạm chia tay để cùng chung hưởng một cái Tết nguyên đoán đầm ấm và yêu thương cùng với gia đình. Mong muốn rằng buổi tối ngày hôm nay chúng ta có những giây phút thật thoải mái và vui tươi bên cạnh những món ăn mà tối ngày hôm nay quý vị sẽ cùng thưởng thức tại nhà hàng ẩm thực Tư Trì. Thì công ty cổ phần Kim Loại Quý Sài Gòn Quốc Tế đang có những món quà trên sân khấu rất giá trị, và để cảm ơn những đóng góp của các anh chị, đó chính là những giải thưởng ngày hôm nay các chị đang thấy. Để cho không khí thêm sôi động và vui tươi, xin mời các chị cùng nâng ly. Xin mời 1, 2, 3. Anh em đồng nghiệp trong ngành, sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực, sự cố gắng miệt mài của các anh chị để công ty đạt được những thành công nhất định. Nếu nói về năm 2015 thì có một số cái con số nó khái quát là quy mô của công ty chúng ta thì hiện tại nó khoảng độ là trên dưới 600. Về doanh thu thì năm vừa rồi chúng ta cũng đã tăng trưởng khoảng độ 40%, tốc độ tăng trưởng cũng khá lớn. Một số cái hướng đi mới, và cộng với cái sự nỗ lực của tất cả các anh chị thì có lẽ là chúng ta sẽ cố gắng để giữ vững được cái tốc độ tăng trưởng như vậy. Xin được trân trọng kính mời bà Dương Thị Tư sẽ đại diện tiến về sân khấu để rước dụng chúng tôi 30 giải tư đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời bà. Phạm Thị Thanh Hương số 280. Anh Phạm Minh Đức số 414. 85. Chị Lê Thị Kim Huệ số 507. Chị Phạm Thị Thu Nguyệt số 513. Xin mời các chị móc cái tham may mắn của mình ra. Hoàng Văn Hải 447. Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 522. Hoàng Thị Ngọc Ý 182. Phạm Thị Phương Lan 030. Các chị
sau khi có tên các chị vui lòng tiến về phía gần sân khấu có các anh chị ban tổ chức để chúng ta đưa những cái thăm dài mỗi chiếc quạt máy Mitsubishi. 30 giải gồm 18 chiếc bông xanh và 12 thăm màu trắng. Lê Hùng Cường 112 30 86 Trần Quốc Tính 087 Khương Thị Hồng Hạnh 020 Dương Bá Hiệp 023 17 Xin mời các anh chị có tay nãy nhanh cho tiếng về sân khấu để chúng tôi đứng. Việt Nam, một tấm ảnh thật lớn để cùng gặp gỡ tất cả của phòng đá.
nữ nhiều hơn nam? Nãy giờ nam trúng nhiều hay nữ trúng nhiều? Nam phải không? Ưu tiên cho bạn nữ. Vậy nè, các bạn nữ có quyền tập trung chuyên môn hướng về sân khấu. Các bạn nam ngồi xuống uống bia cổ vũ cho các bạn nữ. Nữ số nhiều, ai mà hàng không thì có quyền hy vọng số không đầu tiên. Không, số không là số đầu, số giữa là Phan Thị Ngọc Minh. Không năm tối nay anh chở em về, tối nay anh chở em đi chơi. Kiểm tra con năm một. Phiếu này có cái số 4. Số 4 và số 0. Ai có số 4 và số 0 đưa lên. Dũa, đúng không? Cầm cái dũa được bao nhiêu năm rồi đó tôi nghe. Xin được kính mời trưởng bàn số 1 các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một chiếc xe. Bây giờ vừa rồi đi qua đi lại mấy bạn thích đi về, nhưng mà mấy bạn nhìn thấy chiếc xe nhiều quá. Các bạn thích chắc chắn là một chiếc xe phương tiện đi lại. Tết năm nay mà có chiếc xe rất là giá trị, rất là vui. Thì ban tổ chức cũng nhận được thông tin rất là có giá trị. Anh Nhân, tổng giám đốc. Anh Nhân nói là anh Danh thấy các bạn vui quá. Anh Danh tài trợ thêm một chiếc xe. Vỗ tay. Phải không anh? Có bị hố không? Cái niềm vui mà chỉ có một người thì nó không ý nghĩa. Mà đối với mình, niềm vui mà được sẻ chia cho nhiều người, dù có một tí xíu, mình lại cảm thấy đã vô cùng. Cái ý của mình đấy là sẽ là 50 thành viên trong công ty của Nhân. 25 phiếu trắng, 25 phiếu xanh, 30 117 nha. Là sẽ là mỗi người được 1 triệu. Dạ. Rồi, hả? Thì ảnh nó hốt nhiều anh hốt, ảnh hốt hết cũng được nữa. Hốt cũng 50 phiếu nha. Lên xuôi nha. Anh Danh ơi, 100 phiếu cũng được nữa, anh Nhân ứng mà. 100 phiếu cũng được nữa. Anh Danh. Nguyễn Đình Khiêm 218, Trần Hữu Thượng 368, Hồ Bích Ngọc 504, Nguyễn Thị Thùy Dương 550, Trương Thị Lành 344, Dương Bá Khương 528, Đỗ Thị Huyền 440.